Xin chào, chào mừng các bạn Kiến nhỏ chăm chỉ đã quay lại với lớp học của Kiến Guru. Như vậy là ở các bài học hôm trước, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu một số mối quan hệ giữa các yếu tố như mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác nè. Tiếp theo là chúng ta đã tìm hiểu là mối quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu. Cuối cùng chúng ta cũng đã được học về mối quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác, hay còn gọi là bất đẳng thức tam giác đó. Từ bài học ngày hôm nay trở đi, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu các đường đồng quy trong tam giác. Và đường đồng quy tam giác đầu tiên chúng ta sẽ học đó chính là đường trung tuyến. Trước khi bắt đầu vào bài học, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hai hình vẽ như trên. Chưa? Các em có thấy hai hình ảnh này quen thuộc hay không? Hình ảnh đầu tiên có phải chính là một hình ảnh một người biểu diễn xiếc đi thăng bằng trên dây. Đúng chưa? Thì các em có bao giờ thắc mắc là tại sao khi biểu diễn xiếc thì người biểu diễn luôn dang hai tay hoặc là một cầm một cây gậy đặt nằm ngang hay không? Tiếp theo là hình ảnh thứ hai, đây là một món đồ chơi khá phổ biến quen thuộc với các em đúng không? Và các em có bao giờ suy nghĩ là tại sao con chim ó lại giữ thăng bằng được trên cái chóp của hình chóp đấy không? Thì để giải quyết thắc mắc này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay. Cái lý thuyết của bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết được một số tình huống thực tiễn đó. Chúng ta tiếp tục vào bài học. Nếu cô có tam giác ABC với M là trung điểm của BC, thì khi đó AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác ABC. Ngoài ra, ta cũng có thể gọi AM là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A, hoặc AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC. Vậy là ta có 3 cách gọi đúng không? Và từ đây, ta có định nghĩa của đường trung tuyến trong tam giác như sau. Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác đến trung điểm cạnh đối diện. Vậy thì theo các em là trong tam giác ABC bên đây, có còn đường trung tuyến nào khác hay không? Đúng rồi, theo định nghĩa thì ta có là đường trung tuyến là đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác đến trung điểm cạnh đối diện. Mà ở đây ta chỉ mới vẽ đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A. Vậy là ta sẽ còn hai đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B và đỉnh C, đúng không? Ta tiến hành vẽ đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B nè. Nghĩa là ta sẽ cần lấy trung điểm của cạnh đối diện, đó chính là cạnh AC. Và từ đó ta nối trung điểm đến điểm B. Vậy là ta sẽ được đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B. Tương tự là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh C, thì ta cũng lấy trung điểm cạnh đối diện là cạnh AB. Và ta nối lại với điểm C, thì ta sẽ được đường trung tuyến nên xuất phát từ đỉnh C. Vậy thì ở đây ta có một lưu ý nho nhỏ, đến chính là có phải là trong mỗi tam giác thì sẽ có 3 đường trung tuyến, đúng chưa? Tại vì nó tương ứng xuất phát từ 3 đỉnh đó. Chúng ta tiến hành thực hiện ví dụ thứ nhất là cô có hai hình vẽ như bên. Đầu tiên là một tam giác HIK và tam giác này chính là một tam giác vuông. Tiếp theo là tam giác DEF và tam giác này chính là một tam giác tù. Yêu cầu đặt ra là vẽ tất cả các đường trung tuyến trong hai tam giác này. Vậy thì đối với tam giác HIK, có phải là để vẽ tất cả các đường trung tuyến thì ta lần lượt lấy trung điểm của các cạnh và nối chúng với các đỉnh đối diện thì ta sẽ được các đường trung tuyến. Đúng chưa? Quan sát hình vẽ ha. Tiếp theo là các đường trung tuyến của tam giác DEF thì cũng thực hiện tương tự luôn. Ta lấy trung điểm của các cạnh và từ đó ta nối đến các đỉnh đối diện thì ta sẽ được các đường trung tuyến của tam giác. Vậy là ta đã thực hành xong việc vẽ đường trung tuyến của tam giác. Như vậy là ta đã biết được định nghĩa và cách vẽ các đường trung tuyến cho một tam giác. Và mỗi tam giác ta có 3 đường trung tuyến. Giờ chúng ta quan sát lại 3 tam giác ban đầu là tam giác ABC, tam giác HIK và tam giác DEF trước đó với 3 đường trung tuyến tương ứng. Thì các em có nhận thấy điểm gì đặc biệt giữa 3 đường trung tuyến cho mỗi tam giác hay không? Đúng rồi, rất dễ dàng để nhận thấy đúng hay không? Là trong mỗi tam giác, dù là tam giác nhọn, hay tam giác vuông, hay tam giác tù, thì 3 đường trung tuyến luôn đồng quy tại một điểm. Và điểm này người ta gọi là trọng tâm của tam giác. Bây giờ cô xét rõ hơn tam giác ABC ha. Là nếu cô gọi giao điểm của AM, BN và CK là điểm G, thì khi đó G chính là trọng tâm của tam giác ABC. Và ta thực hiện một chút hoạt động nè. Là nếu cô có một sợi dây có độ dài bằng đoạn AM
Và cô tiến hành là cô gấp sợi dây này thành 3 phần bằng nhau và cô đặt lại vị trí của đoạn thẳng AM. Thì các em chú ý có phải là khi đó ta thấy được là AG chiếm 2 phần 3 độ dài sợi dây đúng hay không? Vậy là ta có được là AG bằng 2 phần 3 AM. Chưa? Tương tự đối với BN thì cô cũng chuẩn bị một sợi dây bằng BN và cô gấp sợi dây đó thành 3 phần bằng nhau và cô đặt lại đúng vị trí của BN. Thì khi đó có phải là BG cũng bằng 2 phần 3 độ dài sợi dây, hay nói khác là bằng 2 phần 3 BN. Chưa? Tương tự cô cũng thực hiện được với CK. Như vậy là người ta đã chứng minh được rằng là ba đường trung tuyến của một tam giác luôn đi qua cùng một điểm, và điểm này được gọi là trọng tâm của tam giác. Và khoảng cách từ trọng tâm đến mỗi đỉnh của tam giác sẽ bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó. Nhớ ha, đúng là tương ứng là đường trung tuyến đi qua đỉnh đó mới đúng. Rồi, vậy thì nếu có một tam giác ABC với G là trọng tâm của tam giác, được chưa? Thì khi đó cô dựa vào định lý, cô sẽ có các biểu thức như sau. Đầu tiên là AG sẽ bằng 2 phần 3 AD. Tiếp theo, BG sẽ bằng 2 phần 3 BM. Và cuối cùng, CG sẽ bằng 2 phần 3 CN. Và từ điều này, cô cũng dễ dàng suy ra được là suy ra được gì? Đúng rồi, DG sẽ bằng 1 phần 3 AD. Được chưa? Tương tự, MG sẽ bằng 1 phần 3 BM. Và cuối cùng là NG sẽ bằng 1 phần 3 CN. Và từ 6 cái biểu thức vừa rồi ta suy ra được, thì ta dễ dàng suy ra được các biểu thức tiếp theo. Đó chính là DG sẽ bằng 1 phần 2 AG. Và tương tự cho hai biểu thức còn lại ha. Em quan sát nè. Được chưa? Vậy là ta đã xong cái phần giải thích kết luận của định lý này. Và để xác định điểm G, hay khác là trọng tâm của một tam giác ABC, thì ta sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất đó chính là giao điểm của 3 đường trung tuyến. Cách thứ hai là giao điểm của 2 đường trung tuyến. Và cách thứ ba là ta chỉ cần vẽ một đường trung tuyến và trên đường trung tuyến đó ta xác định điểm G sao cho khoảng cách từ điểm G đến đỉnh nó sẽ bằng 2 phần 3 độ dài của đường trung tuyến đó, là ta cũng sẽ được trọng tâm của tam giác. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ví dụ tiếp theo. Cho tam giác ABC cân tại A, có BM và CN là hai đường trung tuyến của tam giác. Yêu cầu đặt ra là chứng minh BM bằng với CN. Vậy thì để dễ dàng ta thấy là có phải để chứng minh BM bằng với CN, ta sẽ gắn chúng vào hai tam giác bằng nhau đúng không? Và rõ ràng thấy được là ở đây chính là hai tam giác BNC và CMB. Được chưa? Vậy hai tam giác này đã có những yếu tố nào bằng nhau? Đầu tiên ta đã có BC chính là cạnh chung của hai tam giác nè. Tiếp theo là ta đã có góc NBC và góc MCB, là hai góc ở đáy của tam giác bằng nhau, cũng là hai góc tương ứng của hai tam giác, đúng chưa? Và cuối cùng có phải ta sẽ cần chứng minh yếu tố góc hoặc cạnh còn lại? Thì dễ dàng ta thấy được là ta sẽ cần chứng minh yếu tố cạnh, đó chính là BN bằng với CM. Và ở đây làm sao để chứng minh điều đó? Ta thấy rằng nè, BN thì bằng 1 phần 2 AB đúng chưa? Là do N chính là trung điểm của AB. Tiếp theo, CM bằng 1 phần 2 AC, do M là trung điểm của AC. Mà ta đã có AB bằng với AC do tam giác ABC cân tại A, rồi ta dễ dàng kết luận được BN bằng với CM. Và từ đó ta có thể chứng minh được hai tam giác BNC bằng với tam giác CMB. Được chưa? Và từ đó ta suy ra được hai cạnh tương ứng là BM và CN bằng nhau. Vậy là ta đã hoàn thành xong ví dụ thứ hai. Và từ ví dụ này ta cũng có hai định lý quan trọng. Đầu tiên đó chính là trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến xuất phát từ hai góc ở đáy thì bằng nhau. Được chưa? Và người ta cũng có thể chứng minh được điều ngược lại, đó chính là nếu một tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó chính là một tam giác cân. Nghĩa là nếu cô có một tam giác ABC cân tại A thì mà BM và CN là hai đường trung tuyến thì cô được kết luận BM bằng với CN. Và nếu cô có tam giác ABC có BM và CN là hai đường trung tuyến
và BM đã bằng CN rồi thì con sẽ kết luận được tam giác ABC cân tại A. Chưa? Vậy là ta đã thêm được một dấu hiệu nhận biết của tam giác cân rồi ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại giải quyết hai tình huống ban đầu. Đầu tiên đó chính là hình ảnh của một người biểu diễn xiếc đi thăng bằng trên dây. Vậy thì ta sẽ thấy được rằng là khi người ta biểu diễn tiết mục xiếc này thì người ta sẽ luôn dang hai tay hoặc là cầm một thanh gậy nằm ngang đúng không? Thì giờ ở đây cô sẽ xét cả trường hợp là người đó dang hai tay ha. Thì các em chú ý nè, có phải là khi đó người ta sẽ phải luôn cố gắng dang hai tay sao cho là tam giác được tạo bởi hai bàn tay và đỉnh đầu của họ, được chưa? Có trọng tâm rơi đúng trên sợi dây, được chưa? Hay nói khác là nó rơi đúng ngay vị trí bàn chân tiếp xúc với sợi dây, thì khi đó người ta sẽ giữ thăng bằng được khi đi trên dây. Em chú ý ha, đây chính là một tính chất quan trọng để giải thích đó. Tiếp theo là hình ảnh của con chim ó khi mà đặt cái miệng của nó trên cái hình chóp, đúng không? Thì ta thấy rằng là có phải là cái đuôi của con chim và hai đầu cánh của con chim nó tạo thành một tam giác, và người ta sẽ cố gắng làm sao cho miệng của con chim ó nằm ngay đúng trọng tâm của tam giác tạo bởi đuôi con chim và hai đầu cánh của nó, thì khi đó chắc chắn là con chim ó sẽ giữ được cân bằng trên hình chóp khi đặt miệng của nó tiếp xúc với hình chóp, đúng chưa? Vậy là ta đã giải quyết xong hai tình huống ban đầu dựa vào tính chất trọng tâm của tam giác, và đó là lý do mà người ta gọi nó là trọng tâm. Và tính chất trọng tâm này sẽ giúp chúng ta giải quyết rất là nhiều tình huống trong thực tiễn, và thông thường đó chính là các tình huống liên quan đến tính thăng bằng. Vậy là ở bài học hôm nay, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu phần định nghĩa và cách vẽ các đường trung tuyến của một tam giác. Đồng thời chúng ta cũng đã được tìm hiểu tính chất của ba đường trung tuyến trong một tam giác, đúng không? Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một số bài toán liên quan đến tính chất của ba đường trung tuyến này nhé. Còn bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở bài sau.